Nông dân tỉnh Phú Yên đang bước vào thu hoạch lúa đông xuân vụ 2019-2020, năng suất bình quân đạt từ 70 đến 80 tạ một hecta, cao hơn từ 5 đến 10 tạ một hecta so với vụ đông xuân trước. Đây là vụ lúa được mùa nhất trong nhiều năm qua. Vụ lúa đông xuân năm 2019-2020, nông dân tỉnh Phú Yên gieo xạ hơn 26.440 ha là địa phương có diện tích lúa lớn của miền Trung. Nhờ tuân thủ lịch thời vụ, làm tốt khâu xử lý đất, vệ sinh đồng ruộng, áp dụng kỹ thuật và đẩy mạnh cơ giới hóa, nên lúa đạt năng suất cao hơn vụ trước. Với giá lúa từ 3.000 đến 5.000 đồng một kg, mỗi hecta nông dân lãi trên dưới 20 triệu đồng. Đây là mức lợi nhuận lớn, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID đang nhiều khó khăn.